Kính chào quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bão Trà My có thể chuyển hướng khi vào gần bờ, các tỉnh sẵn sàng chuẩn bị ứng phó bão. Chuẩn bị khai thác tạm 3 đoạn tuyến của cao tốc Bến Lức Long Thành qua tỉnh Đồng Nai. Bức tranh ghép khổng lồ kêu gọi hành động ngay vì thiên nhiên tại hội nghị COP16. 3 người tử vong trong 2 tai nạn liên tiếp vào sáng nay. Theo nhận định của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 6 có thể đến gần bờ, sau đó có thể quay ra. Tuy nhiên, hoàn lưu bão rộng từ chiều mai đã có gió mạnh và có thể gây mưa lớn tại khu vực Bình Định, Phú Yên và Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của bão, vùng gần tâm bão sóng cao 7-9m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trong chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị để chỉ đạo các công tác ứng phó với bão. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các tàu cá của các tỉnh thành trong khu vực miền Trung, từ Quảng Bình đến Phú Yên, đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến hướng di chuyển của bão. Bộ đội biên phòng các địa phương đang duy trì thông tin, liên lạc với các phương tiện, thông báo kêu gọi vào bờ trú tránh an toàn. Dự báo hướng di chuyển của bão số 6 phức tạp, lực lượng chức năng các địa phương cũng yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn. Vào lúc 3 giờ sáng nay, lực lượng cảnh sát biển 1 đã đưa được tàu cá bị nạn trên vùng biển cách đông bắc cửa Sót tỉnh Hà Tĩnh về đến bờ an toàn. Tàu có 8 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Luận, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Sáng 23 tháng 10, khi đang đánh bắt hải sản, tàu bị hỏng chân vịt, mất khả năng cơ động và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7, đe dọa đến tính mạng của các thuyền viên. Trước tình hình trên, đêm ngày 24 tháng 10, thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ. Tiếp nhận thông tin, hải đội 102 cách tàu bị nạn hơn 45 hải lý đã khẩn trương đến ứng cứu. Tàu HT96868TS đã được lai dắt về khu vực cảng cá Xuân Hội và bàn giao cho đồn biên phòng Lạch Kèn. Qua xác minh, một ngư dân của tàu là ông Nguyễn Văn Mậu, 51 tuổi, quê huyện Nghi Xuân, tử vong do đuối nước. Hai đoạn cao tốc trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ được đưa vào khai thác tạm trong tháng 11, trong đó có một đoạn tuyến qua tỉnh Đồng Nai. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành các hạng mục gói thầu nhằm giảm tải cho tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51. Ba đoạn tuyến của cao tốc Bến Lức Long Thành qua địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm các gói thầu từ A5, A6, A7 đang được các đơn vị khẩn trương thi công hoàn thiện một số hạng mục quan trọng. Với việc đưa vào khai thác đoạn phía đông tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Phước An quốc lộ 51, kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo đó, phương tiện lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào đường 319 rồi lên cao tốc Bến Lức Long Thành đi quốc lộ 51 để đi huyện Long Thành, Nhân Trạch, Đồng Nai hoặc đi tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ trong lúc đường đông, cảnh sát giao thông đã mở đường đến bệnh viện. Hôm nay thì phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, cảnh sát thuộc trạm Đa Phước đã mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 10, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn ở khu vực ngã ba Đa Phước, huyện Bình Chánh. Lúc này, một người đàn ông chạy đến cho biết đang chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Lo ngại đường đông và không biết hướng đi, nên người này đã nhờ cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện. Tổ công tác đã lái mô tô đặc chủng, mở còi hụ dẫn đường cho xe chở sản phụ. Sau khoảng 20 phút, sản phụ đã đến bệnh viện Hùng Vương, quận 5 an toàn và gửi lời cảm ơn đến tổ công tác. Hôm nay tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 26 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia bàn giao, trong đó có 3 đối tượng đang bị truy nã. Trong 26 công dân được phía Campuchia bàn giao đợt này, có 11 người được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam, 9 người bị tạm giữ do vi phạm pháp luật Campuchia, xuất nhập cảnh trái phép và lao động trái phép, 4 phụ nữ bị tạm giữ liên quan trong vụ án tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Campuchia mang thai hộ và đẻ thuê, và 2 người bị tạm giữ liên quan đến tội phạm về ma túy. Toàn bộ số công dân trên đến từ 18 tỉnh, thành phố của Việt Nam và có độ tuổi khá trẻ, nhiều người trong số này không có giấy tờ tùy thân.
Trong lần tiếp nhận này, qua rà soát, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Ninh Bình. Các đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần sau chương trình, đắm mình trong không gian nghệ thuật tại triển lãm Forever is Now lần thứ 4. Đến Ba Lan thưởng thức kẹo ngọt và sô-cô-la khi nhà máy sô-cô-la Veden mở cửa tham quan. Thưa quý vị, các tình nguyện viên của tổ chức Greenpeace cùng ghép một bức tranh khổng lồ tại Cali, thành phố Colombia, nơi đang diễn ra hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học COP16. Hội nghị quy tụ khoảng 23.000 đại biểu đến từ gần 200 quốc gia, trong đó có khoảng 100 bộ trưởng và hàng chục nguyên thủ các nước. Greenpeace có mặt tại sự kiện với khoảng 30 đại biểu. Trên tác phẩm đầy những màu sắc sống động, có thể nhận ra hình ảnh các loài biểu tượng như gấu đeo kính, báo đốm hoặc các loài bị đe dọa của Colombia. Bức tranh ghép khổng lồ được tổ chức phi chính phủ Greenpeace hoàn thành cùng thông điệp Action for Nature Now, tạm dịch hành động ngay vì thiên nhiên, xuất hiện ngay trên một quảng trường lớn ở Cali. Chúng tôi dùng tranh ghép vì trong các cuộc đàm phán ở COP16, ta cần tập hợp những tầm nhìn, những phần và những mảnh ghép rất khác biệt. Nhưng nếu ta bỏ thời gian và tập trung vào hành động chung, ta có thể đạt được gì đó. COP16 bắt đầu từ hồi đầu tuần tại thành phố Cali của Colombia, với lời kêu gọi khẩn thiết về hành động và hỗ trợ tài chính nhằm đảo ngược sự tàn phá nghiêm trọng mà con người gây ra đối với đa dạng sinh học. Mèo vốn là một loài rất thông minh và theo một nghiên cứu mới thì còn thông minh hơn chúng ta nghĩ. Chúng có khả năng học từ ngữ nhanh hơn cả trẻ em và thậm chí có thể ghép tên với hình ảnh của người. Trong nghiên cứu của Đại học Abazu ở Nhật Bản, 31 con mèo được cho xem hoạt hình và các từ có liên quan. Từ đó, các nhà khoa học tin rằng chúng nhận ra các từ nhanh hơn em bé 14 tháng tuổi. Tại quán cà phê Lady Dina's Cat Emporium ở London, nước Anh, những chú mèo đã chứng tỏ điều này. Tôi đồng ý rằng mèo có lẽ thông minh hơn trẻ 1 tuổi. Chúng biết cách yêu cầu những gì chúng muốn. Chúng thông minh, có thể học được cả thói quen tốt lẫn xấu. Tôi rất vui khi thấy những nghiên cứu về chủ đề này. Rõ ràng là mèo có khả năng học hỏi. Với trí thông minh như vậy, không có gì khó hiểu khi mèo biết thao túng con người theo những cách dễ thương. Biến kim tự tháp Giza thành một phần của tác phẩm nghệ thuật. Đây là hoạt động chính của triển lãm Mãi mãi là bây giờ, Forever is Now lần thứ 4. Hàng chục sáng tạo được giới thiệu đến công chúng nhằm tôn vinh di sản và văn hóa Ai Cập. 12 nghệ sĩ quốc tế dùng kim tự tháp làm bối cảnh sáng tạo từ những tác phẩm lắp đặt ánh sáng, điêu khắc, kỹ thuật số, mời gọi sự chú ý của người xem cùng tham gia vào các chủ đề từ những hình ảnh mang tính thiêng liêng đến trụ tượng hiện đại. Năm nay cũng là lần đầu tiên sự kiện có các nghệ sĩ đến từ châu Á góp mặt. Tác phẩm là một sự kết nối, tôi đã xây dựng 4 cấu trúc. Bên ngoài có những dòng chữ tiếng Hàn Quốc, tiếng Ả Rập, tiếng Anh và chữ tượng hình Ai Cập. Bên trong có 5.000 bức vẽ do người dân và trẻ em thực hiện. Tác phẩm có tên Những làn sóng sa mạc, tức là những làn sóng văn hóa, vì văn hóa đoàn kết thế giới và văn hóa của những làn sóng là những làn sóng của thơ ca, triết học, văn học và âm nhạc. Chủ đề của năm nay nhấn mạnh các nghệ thuật đóng vai trò như một công cụ khám phá, tương tự khảo cổ học khi diễn giải lịch sử thông qua cách sáng tạo hiện đại. Sự kiện diễn ra đến giữa tháng 11 tới. Nhà máy sô-cô-la Veden ở Warsawa lần đầu tiên mở cửa cho công chúng thưởng thức di sản của mình với một bảo tàng mới toanh về món kẹo này. Veden đã tồn tại qua nhiều biến động với những viên kẹo thấm đẫm bản sắc dân tộc và lịch sử của họ được nhiều người dân thủ đô Ba Lan xem là một phần câu chuyện của mình. Sau hàng chục năm cửa đóng then cài với công chúng, nay cánh cổng với chữ W khổng lồ mở toang, chào đón những vị khách đầu tiên đến thăm bảo tàng sô-cô-la tọa lạc ngay bên trong. Nhiều người có mối liên hệ rất tình cảm với thương hiệu. Sau nhiều biến động, mọi thứ đã thay đổi, nhưng tôi tin rằng Veden vẫn là một trong những thương hiệu sô-cô-la được công nhận và yêu thích nhất ở Ba Lan. Bạn có thể ngửi thấy mùi sô-cô-la ngập tràn, mọi giác quan được đánh thức, nhưng thứ quan trọng nhất đối với tôi chính là cái mùi ấy. Nó lập tức đưa tôi về với tuổi thơ. Không nổi tiếng như những ông lớn trong ngành Tây Bỉ hay Thụy Sĩ, sô-cô-la Veden có lịch sử từ giữa thế kỷ 19, là một trong những thương hiệu lâu đời nhất Ba Lan. Sau khi được quốc hữu hóa,
VDN đi qua nhiều đời chủ và hiện là một thành viên của tập đoàn Lotte đến từ Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, Hiệp hội Đồ chơi Thành phố Sáng Đầu vừa phá kỷ lục Guinness Thế giới với tác phẩm bức tường khối Rubik lớn nhất thế giới. Bức tường này được ghép từ hơn 109.000 khối Rubik với diện tích là 337,97 m². Với diện tích khủng này, tác phẩm đã lập nên danh hiệu bức tường khối lập phương lớn nhất thế giới. Theo các nhân viên của tổ chức, họ đã lồng ghép các địa điểm nổi tiếng của Trung Quốc vào bức tường này. Mẫu thiết kế này đã được nộp cho tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới để xem xét trước. Chúng tôi có thể thấy rằng mẫu thiết kế của chúng tôi chứa nhiều hình ảnh các tòa nhà đặc trưng của Sáng Đầu và văn hóa truyền thống. Đây là bức tường khối Rubik mang đặc trưng của địa phương chúng tôi. Bên cạnh việc tôn vinh di sản văn hóa của thành phố này, bức tường Rubik khổng lồ còn khắc họa hình ảnh những chiếc thuyền đầu đỏ truyền thống của Sáng Đầu, các màn biểu diễn múa diên ghê và nhiều nhân vật hoạt hình được yêu thích. Tiếp theo trong chương trình, cháy xưởng gỗ trong hẻm sâu, nhiều cơ sở sản xuất và nhà dân bị đe dọa. Bắt đối tượng giết người bằng cyanua rồi chở xác đi phi tang ở đèo Bảo Lộc. Xưởng gỗ trong hẻm sâu nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa nay, xưởng gỗ trong hẻm 260 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông bất ngờ bốc cháy khi các công nhân đang nghỉ trưa. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lửa cháy lớn nhanh chóng lan rộng ra cả nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, uy hiếp những nhà dân sát vách và các xưởng khác lân cận. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Đức huy động xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Do xưởng gỗ nằm sâu trong hẻm, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên quá trình dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khoảng 40 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy làm xưởng gỗ đổ sập, nhiều tài sản cháy rụi. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Ba vụ tai nạn xảy ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hậu quả làm 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, trên quốc lộ 14, khoảng 8 giờ 30 phút, Lê Thanh Đảm, 18 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ huyện Bù Đăng đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Ý, ngụ huyện Bù Đăng, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến ông Ý lảo đảo tay lái và bị một xe khách đi từ phía sau trờ tới tông trúng, nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút, tài xế Phạm Văn Dũng, ngụ tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường DT741 hướng từ tỉnh Bình Phước đi tỉnh Bình Dương. Khi xe đến huyện Đồng Phú đã va chạm với xe máy chở ông Đàm Văn Thồng và bà Đỗ Thị Hoa cùng 75 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú. Vụ tai nạn khiến ông Thồng và bà Hoa tử vong. Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ các vụ tai nạn trên. Giết người bằng cyanua rồi chở xác đi phi tang ở đèo Bảo Lộc, Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 24 tháng 10 tống đạt quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 10, Trần Nguyễn Thu Trang điều khiển xe ô tô lao xuống vực thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, chiều ngày 20 tháng 10, Trang đã dùng chất độc cyanua để đầu độc người đi cùng là MHV, 38 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình cả hai di chuyển từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Trang chở thi thể nạn nhân đến khu vực đèo Bảo Lộc để phi tang. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ thuận lợi, nên Trang đã điều khiển xe ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc để tự tử. Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang để điều tra làm rõ vụ án. Sầu riêng đang trái vụ nên có giá cao, dao động từ 60 đến 80 ngàn đồng trên một ký. Một số đối tượng lười lao động đã tổ chức thành các băng nhóm đi trộm sầu riêng, lấy thành quả lao động của người khác. Ngày 25 tháng 10, Công an xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với người dân tổ chức mật phục bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp sầu riêng trên địa bàn. Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện nhóm đối tượng lẻn vào vườn của một hộ dân trên địa bàn thôn 2 để cắt trộm sầu riêng, Công an xã Tân Thượng, huyện Di Linh đã huy động lực lượng phối hợp với người dân trên địa bàn tổ chức truy bắt.
Khi phát hiện lực lượng chức năng, 6 đối tượng đã bỏ xe cùng tang vật để tháo chạy. Tuy nhiên, công an xã Tân Thượng cùng người dân đã khống chế, bắt giữ được tất cả các đối tượng. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 3 xe gắn máy dùng để vận chuyển sầu riêng và 36 trái sầu riêng Thái, tổng trọng lượng 150 kg. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần cắt trộm sầu riêng tại các xã trên địa bàn huyện. Vụ việc đã được công an xã Tân Thượng bàn giao cho công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Trưa qua, một xe tải liên tục xả nước thải từ trên xe xuống mặt đường khi lưu thông lên dốc cầu Rạch Miễu, đoạn qua xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc trên. Trưa ngày 24 tháng 10, trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn clip dài ghi nhận được xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang đang lên dốc cầu Rạch Miễu. Lúc này, dòng nước màu vàng đục bốc mùi hôi thối từ trên xe liên tục chảy ào ạt xuống mặt đường và kéo thành hàng dài từ dưới chân cầu Rạch Miễu lên đến giữa cầu. Nước bẩn còn văng tung tóe trúng người đi đường. Dòng nước chảy kéo dài cho đến khi chiếc xe tải lên đến giữa cầu Rạch Miễu thì mới kết thúc. Phi đội nhào lộn Flying Moon của Cộng hòa Séc mới đây đã làm nên lịch sử hàng không khi thực hiện cú lộn ngược tập thể đầu tiên trên thế giới. Kỳ tích này được thực hiện khi phi đội bay qua cầu Malajizeka, cây cầu đường sắt cao nhất châu Âu. Cầu Malajizeka nằm ở Montenegro, dài 500m, cao 139m. Phi đội nhào lộn Flying Moon gồm 40 bay, bay theo đội hình kim cương chặt chẽ. Trước tiên họ bay bên trên cây cầu, sau đó đội bay bổ nhào xuống và chui qua cầu trong tư thế ngửa bụng máy bay lên trời, bay qua hẻm núi dốc bên dưới công trình. Sau đó, đội đã nhiều lần thực hiện động tác bay chui qua cầu và hẻm núi bên dưới. Đội nhào lộn đã chinh phục thành công cây cầu với khoảng cách an toàn là 198m. Mặc dù bay lộn ngược là một động tác phổ biến trong các bài nhào lộn, nhưng việc hoàn thành nó trong một không gian hạn chế như vậy là một kỳ tích hiếm có và cực kỳ khó khăn. Thông tin vụ cướp tiệm vàng địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi, sinh năm 1990, quê tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là đối tượng cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng tham gia cướp tài sản. Đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Campuchia. Lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp di lý các đối tượng về Việt Nam để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 3 tháng 3, 4 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Nhi, Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Nam, Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê tỉnh Bình Định, và Phạm Hoàng Hưng, sinh năm 1996, trú thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thực hiện cướp tiệm vàng, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khoảng 30 giờ sau khi vụ án xảy ra, hai đối tượng Nguyễn Linh Đoan và Trần Quang Triệu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Riêng hai đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi và Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn sang Campuchia. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1995, thường trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được. Các đối tượng trên đã giao nộp số vàng tang vật đã cướp được. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.